Chào các bạn, hôm nay mình lại có chuyến hành trình tiếp tục khám phá bản nha các bạn nhá. Đây là bản vịn. Trời hôm nay khá lạnh, sáng nay là 4 độ C. Đó, toàn nhà sàn. Đây. Nhà sàn, rất nhiều nhà sàn. Bên kia có ngôi nhà sàn rất là đẹp. Ui da, đi cái đoạn này được đất nha. Trời ở đây âm u suốt nên là sáng mưa lất phất nên đường nó cũng trơn. Ô, một ngôi nhà sàn này. Đây vào thăm ngôi nhà sàn này nhá. Ở đây cũng có số đánh số này nhỉ, 63 thôn Vịn, số nhà số 63, có số nhà hết rồi. Đây, ôi à. Cầu thang lên trên tầng 2, nhà 123, ba gian, đấy. Ô đây là bếp à? Mùa đông này thì chủ yếu là ngồi bếp lửa sưởi ấm thôi, lạnh lắm. Đây bếp này. Nói thế chứ. Cái ép này. À nhà. Chuyên gia làm bẫy kẹp này. À, chắc là nhiều chuột lắm đấy. Xin phép chủ nhà lên khám phá trên nhà thì khám phá nhà sàn. Ui giời, toàn gỗ thôi các bạn ạ, không có gì ngoài gỗ. Ui cứ đẹp thế nhỉ. Hơi tối. Ôi tối vậy. Hơi tối nha. Mọi người nha. Tối quá. Đấy. Tối nhỉ. Đây là bên trên ngôi nhà sàn, bên trong là buồng của gia đình. Hôm nay lên trên này ăn cơm với gia đình anh May luôn các bạn. Ui, đây là món gì đấy anh? Sóc. Sóc ạ? Sóc to đấy nhỉ? Ngoài lên được đúng thịt sóc, ngon thật. Sóc với con chuột mây em không phân biệt được nhé. chuột trên đi lại không giống như dế xuôi. Sóc này nấu kiểu gì mới ngon anh? Sóc mình phải nấu ấy thôi. Rau thơm mà khén vào thơm vào thôi. Rau thơm mà khén các thứ vào ngon à. Chết lắm nhỉ. Lạnh. Ở trên này buổi sáng có được khoảng tầm 3 độ không?
chắc là đến mùa đông phải đến đã 4-5 độ. 4-5 độ nhỉ, lạnh lắm. Hôm nay mất điện các bạn ạ, nên là trời vào trong nhà hơi tối. Đó, lên nhà sàn là phải có cái gác bếp này. Mùa đông là sấy thịt ở đây. Đấy. Thế sao nhỉ? Sấy thịt khô. Sấy thịt khô. Thịt gác bếp. Hôm nay vợ ở đâu rồi anh May? À, đi ra ông ngoại rồi không? Đi ra ông ngoại rồi. Cơm à? Hai vợ chồng hai đứa con là quá rộng rồi nhà này. Quá rộng. Ừ chà. Lên thăm bản người Thái thì ở nhà sàn ăn thịt sóc thôi nha các bạn nha. Đây này. Sọc Thái. Cá à, suối. Đấy. Uống rượu thì uống bằng cốc. Cốc nhỏ khó. Rất nhiều. Ăn dẹt qua phải chơi dẹt. Ở trên này hiện tại đây nào ơi 4 độ. Anh em uống bằng cốc các bạn ạ. Đây này. Ui giời ơi. Ừ, à, thêm món gì đấy? Lạc. Nhưng mà chủ nhà lại bảo lên trên nhà. Mình đang trong cái chế độ là cái cân nha. Anh ấy tham lạc à? Ăn một cái lạc. Cho lạc. Mọi người xem cái đầu con sóc này. Đó. Rồi, thấy chưa? Cao nhiều. Sóc đây. Đó là đầu sóc. Quá cố rồi nhưng kinh thế cái này ngồi cái này này điện đo ấm lạnh thì đi lại tí bạn vừa ăn mông con to rồi lạnh 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 lạnh. Ở ngoài thời tiết mà vẫn đang lạnh, lạnh lắm. Rồi. Đây. Tin thì có ai bắt ăn mồm rồi ngồi đây nó uống chứ có ai có ăn mồm. Ồ, thuốc. Thuốc thì ngồi đây cho vui. Thảo ơi. Thuốc thì lên ăn cơm chứ có được gì đâu. Hai rượu màu khác nhau chẳng ạ. Rượu này rượu rượu ngâm à? Mau à? Cái này là cái chi đây? Đu đu à? Ừ. Ở đây này em này, chân thua ấy hiểu. Không ăn uống thì ăn cơm, uống rượu. Nhưng anh cũng đang kinh này nè, uống thuốc. Anh rau cải à? Ngon đấy. Nóng sốt. Ở đây đây em. Đến ra để có vợ với chồng. Cơm. Rượu. Đây anh May chủ nhà nhé. Ôi chẳng ngồi đi cho ấm nào không? Làm hết cái này thì đúng là chiều nay nghỉ luôn. Cảm lạnh quá. Dạ, chị, anh phải cầm ở đây đây. Túi mán này không có điện. Túi, không có điện. Ừ, làm chi chứ? Đây, đang chế độ kín, uống trao điều thôi. Kiêng á? Đang uống thuốc mà. Có đúng không? Đúng rồi, chơi đang uống thuốc để tiền quân. À, uống thuốc thì thế đấy. Thuốc đây có đá đâu. Chứ bình thường rồi uống thịt chắc. Thuốc có đắt không? No. 2,5 triệu một lần. Rồi bỏ đi. Lấy thuốc gì kia nữa? Bị chi chi? Anh lấy thuốc rồi, trả mất tiền. Tắt video nhé. Tắt đi.